Chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đây là cái cây bô diên mà chiếc xe Mania 400 nó có đó. Thì bây giờ mình gắn lại để cho các bạn nghe cái tiếng bô diên như thế nào. Và bây giờ thì mình có chuẩn bị một số đồ ở đây. Đó, mình có chuẩn bị một số đồ ở đây để mình chế tạo một cây bô mới cho chiếc Mania 400 ha, bằng lon Red Bull. Và bây giờ thì làm thôi. Đó, thật sự mà để gắn mấy con ốc này vô mình rất là khó ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng mấy con ốc này nè để mình kết nối cái phần này lại. Đó, cái mục đích mà mình gắn mấy con ốc như thế này á, là tại vì ở cái clip trước mình làm bằng lon Coca á, thì mình không có mấy cái phần kết nối này lại. Thì sau khi mình nẹt bô á, mình nẹt bô lớn quá thì cái dòng này nó không có giữ được cái lon bên trong này, nó bị văng trở ra. Cho nên bây giờ mình sẽ xiết những con ốc như thế này, mặc dù không có chắc lắm nhưng mà nó cũng đủ để không làm cái phần này văng khỏi cái phần này khi nó vận hành ha. À, bây giờ mình sẽ xiết cái phần này lại. À, vì cái phần này mà mình làm nó hơi bị thiếu so với cái lon, cho nên mình đã bỏ hết một hàng ốc và mình sẽ sử dụng cái này để xiết lại. À, thì cái phần này đó chính là cái phần mà của cái bô SC á, cái phần cổ bô đã được chế tạo rồi, cho nên mình sẽ dựa vô cái này mình làm cái bô luôn. Ở trong này mình cũng sẽ để một cái màn để không cho không khí nó thoát ra nhiều quá nhiều ha. Và ở đây mình sẽ làm một cái hình như thế này. Rồi xong, mình đã làm xong cái phần từ cổ bô ra cái phần này ha. Thì mình hy vọng các bạn sẽ không đánh giá cao về cái thẩm mỹ của nó. Mình làm hơi xấu thiệt. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ gỡ cái bô zin ra và test ngay cho các bạn xem tiếng bô này ha. À,
ở cái video đằng trước thì các bạn hỏi mình là sau khi gỡ tiếng bô, gỡ cái bô ra thì để không thì nó sẽ kêu như thế nào ha? Bây giờ mình sẽ thử ha. Đó, nè. Thôi, ghê quá. À, do cái phần bô, cái phần bô này nó quá ngắn cho nên lúc mà mình gắn vô nó đã đi xô vô một khúc vậy nè, cho nên bây giờ nó chỉ có đủ cái khoảng cách từ đây tới đây thôi, và bây giờ nó sẽ bị dư một khúc như thế này, nhưng mà mình nghĩ nó không sao. Và công đoạn cuối cùng là lắp cái phần này lại. Mình đang nói kết nối cái phần này lại và cái bô nó không có rung, khá là cứng, chắc luôn. À, giờ thì công đoạn cuối cùng là test tiếng bô. Rồi thì đây là cái bô mình đã làm xong ha, thì bây giờ mình sẽ test tiếng bô cho mọi người xem ha. Thì mình hy vọng cái bô này nó sẽ lớn hơn cái bô. Đùa tí thôi, bây giờ mình sẽ test lại tiếng bô cho mọi người xem ha. Đó, thổi dần cái lon ra luôn rồi đó. Đó thì bây giờ mình đã sửa lại cái này ha, và bây giờ mình tiếp tục mình test tiếng bô cho mọi người xem ha. Rồi. Đi đứng thấy mặt tôi đi. Đó, rồi bây giờ test liền nha. Nãy mình chạy nó mình chạy mình nặng nhanh quá, mình nặng lớn quá nó dần ra, bây giờ mình đã gắn lại rồi thì bây giờ đó, các bạn chỉ mày nghe. Rồi đây là cái thương tích của cái cây bô sau 1 giờ phá hoại ha. Đó, nó tét kinh khủng. Thì bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình sẽ không làm những cái con ốc như thế này nữa. Nó thổi mạnh quá, cái mấy con ốc này nó cản lại, bây giờ nó tét ra luôn rồi. Rồi thì ok, nếu mà mọi người thích thì hãy like và subscribe cho mình video này nha. Thì nếu các bạn muốn làm một cái bô nào đó bằng một vật liệu nào đó thì tiếp tục comment và mình sẽ đáp ứng cho mọi người thôi. Và bây giờ thì bye bye.